gì bố chẳng mua cho. Xin miếng. Nhà tớ nhỏ, chẳng có tiền đâu kìa. Chết. Thế mà ăn kẹo suốt đi. Mấy sinh nhật không có à? Chán thế. Khóc làm gì? Khóc ngoài đi. Thế buồn. Thế đợi tớ tí nhé. Tớ về đọc tí nước tớ lên. Tớ về tớ lấy đồ chơi cho mặt tớ. Wow. Thôi, chơi đi. Không, tớ muốn sinh nhật cơ. Sinh nhật gì? Sinh nhật tớ đồ chơi chẳng vui à? Tớ đây đồ chơi tớ cho bạn ba cái. Không ăn mông chó gì. Chơi đồ chơi này không thích à? Không, thích lấy sinh nhật rồi. Lấy sinh nhật á? Sinh nhật mày sinh nhật á? Tớ mà sinh nhật á, anh tớ tận mua được tớ cái xe này thôi. Xe cầu sướng lắm. Thế bạn thích bài sinh nhật à? Thế đợi đấy nha, tớ về tớ xin nó đấy cả. Tiền tớ đi mua bài sinh nhật cho. Nhé. Nhớ đấy. Thế không có buồn nữa đâu nhé. Tớ đi về tớ mua đâu. Mà đại ca cho này làm tiền lắm. Ca ơi. Cái gì? Cái gì đấy? Đang làm việc cũng không nhìn thấy à? Làm gì? Quả chú tuổi. Thì em có mũ xịn không? Mũ mới nhé. Rồi. Mũ khủng long. Mũ thật đầy. Anh hả? Cái gì? Thế nào? Trời gì? Lại tiền. Con tiêu tiền. Tiền em mua gà. Gà đây kia mua cái gì? Mua thêm. Thôi không mua gà chơi tiền đâu, chơi chừng đấy rồi. Thế thì không mua vịt. Hả? Mua vịt. Mua vịt là gì? Mày mua vịt để cho gà ăn à? À mua chim. Mua chim. Con tao đùng cái kia mày để làm gì? Mua thêm. Thêm không thêm thắt thì nuôi thì thôi. Anh kiểm. Anh bảo vẫn mua cho em tiền mà. Tiền ở đấy mà. Nhưng mà tiền làm gì mới được. Tiền tiêu lung tung không cho. Cho em đi. Mà tao hết tiền rồi. Cho anh luôn. Này tiền thì tiêu. Tiêu mua gải rồi. Tao không cho tiền lung tung. Sáng giờ tôi thấy anh cầm một cơm. Mua gà quế cái gì. Sáng anh cầm một cơm. Kịp mua cái gì. Em mua bánh sinh nhật cho bạn nhé. Sinh nhật hôm nay sinh nhật bạn em gì đấy sai bạn em khóc, bạn em sinh nhật không có mày khóc. Bạn nào nghỉ rồi khóc để... bạn cùng lớp nghỉ nhiều thì tao còn chó gì bạn cùng lớp thì sinh nhật nó làm gì. Kệ bố nó thì nó khóc rồi. Nó không đấy, nhà nó nghèo, nhà nó không có tiền mua máy. Chắc là đáng tả. Đáng tả. Chờ chó. Chờ tế. Chờ cá à? Không. Tán thì tao cho chứ. Không. Chờ thì tán. Kinh. Chết tiền. Mày đi đâu không mày cầm tiền thì đâu tao không biết. Không đấy lần sau đừng có đòi nữa nhá. Chết tiền mua bánh mua kẹo cho nó đi. Đây. Còn tao cả nhà cả cửa tao đấy nhá. 200k thừa mày nhủ mua bánh sinh nhật nhá. Bánh đắt lắm đi. Đắt. Chừng đấy đủ thoải mái, mày thích mua cái gì thì mua. Kỳ bò. Bò xuyên thực biến thì ta còn làm việc. Thế đi mua cho em. Chúng ta chịu bận á, mình bận á. Anh không phải chạy chó. Thì chạy. Mày có thấy ta đang làm việc à? Mai có thể để tiền vào ăn cơm. Tí nữa em ăn, cháu ăn thừa em cho về cho một miếng. Mua ở đâu đi nhỉ? Quán bánh sinh nhật đây. Bánh sinh nhật á? Ừ. Thì em đi mua nhé. Em chịu cho em không nghi nở với chị nữa. Ừ. Ơ đẳng cấp ạ. Ừ. Rồi biến luôn. Ông ơi không biết à? Ừ, biến nhanh cái người kịp. Đấy, ông này phòng quán đấy. Mình xin cái được luôn á. Bánh chín rồi à? Ừ, ăn mua đi.
thích cháu cái xin xin mà. Xin hả? Bác khác tên là Phương Thanh nhé. Quẩn đi à? Không. Bạn. Bạn á? Vâng. Bạn gái à? Thế sao? Bạn nữ. Quẩn người yêu. Cái thích cho nó luôn à. Ấy tập trung làm luôn cho nó chết chơi vì rơi. Tự tay làm bánh bạn gái này là vui lắm đây. Ôi, tôi sát, đi sát à? Không, tôi làm được đấy, tại đường đấy. Cùng chính nhận. Đấy, đúng rồi đây. Thôi. Xuống đi. Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật. Con dung này bé hơi đại. Chúng mày ăn bánh sinh nhật. Hôm nay tao báo tết. Tao xin được tiền anh tao tao mua bánh sinh nhật nha. Làm sinh nhật cho đấy cơ. Vào đây mà xem. Vào làm sinh nhật cho Phương Thanh. Đấy nha, chứa nha. Rồi chị mãi mà anh Ma Đại Ca mới cho tiền cho tổ chức sinh nhật cho bạn nè. Bạn vui chưa? Rồi. Thế bạn mở bánh ấy. Tố tụ vẽ, chúc mừng sinh nhật đấy. Nó bị siêu ấy. Đây, tôi lôi ra cho. Ôi xà, nhìn kinh điển không? Ui, bỏ cái hộp lại. Cho tôi ăn cái này nhé. Ngọt. Bạn cắt ít, à, bạn châm này. Chị vào lấy bớt lửa đấy. Để cho happy birthday. Pan. Đấy, bà lấy bánh. Lấy đấy đi. À, đây còn có cả cái. Thấy cái này cơ. Có cả tuổi ở đây này. Tuổi happy birthday 9 tuổi. Bà. Đấy, cắm vào đây à. Bà. Ăn chỗ nào.
thôi cái miếng này to cho bạn này ăn. Bạn này to. Cho tớ miếng to vào. Bạn tự, đây tự cắt cho bạn nữa. Cho bạn ăn bông hoa nhé. Cho ăn bông hoa nè. Bạp. Đó, lên lại. Bạn không biết cắt à? Không kiếm thế. Trình độ rùi. Để tớ cắt cho mà xem. Tưởng gì? Cho bạn. Bạn bo ăn cái này nhé. Bạn bo ăn miếng to hay miếng nhỏ? Thôi bạn bo cho ăn miếng to. Cho bạn này nè. Đấy là bạn bo. Bạn bo. Em lên, em chơi tiếp này, còn em chơi ô tô xuống.